Cô gái bị làm thành bù nhìn, trói trong cánh đồng ngô, một con quạ bay đến, đậu trên đầu của cô gái. Cô gái muốn phản kháng, nhưng không cử động được, chỉ có thể mặc cho con quạ mổ. Tiếng khóc biến thành tiếng la hét thảm thiết, vang khắp cánh đồng ngô, mãi không xua tan được. Cô gái cố hết sức giãy giụa, muốn bỏ cái mặt nạ trên đầu xuống. Mặt nạ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt máu me be bét của cô gái, ngay cả miệng cũng bị khâu vào. Cô tên là Becca, cùng với ba người bạn đi dã ngoại ở ngoại ô, qua đèo vượt suối. Cuối cùng họ cũng đến nơi, linh hồn trẻ khao khát tự do. Dù ở bên đường có ghi cấm đi vào, cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Không lâu sau, họ đến một cánh đồng ngô. Trên cánh đồng có rất nhiều bù nhìn, nhưng điều kỳ lạ là, vốn dĩ bù nhìn là để đuổi chim, nhưng lại thu hút quạ đến đây. Sugar E cảm thấy kỳ lạ, nhưng Becca lại cảm thấy quạ rất đáng yêu. Hi, mày đang ăn gì vậy? Ôi thần linh ơi, Becca có chút hoang mang, muốn báo cảnh sát, nhưng bị Fasie cản lại. Một lúc sau, mọi thứ như là chưa từng xảy ra vậy. Họ đến cái hồ trong kế hoạch, nước hồ trong xanh, thời tiết mát mẻ, nỗi lo trước đó đều bị rửa trôi. Họ hai người một đội, chơi thủy chiến ở trong hồ, bọt nước trắng xóa tràn đầy sức sống của thanh xuân. Nhưng họ không hề phát hiện, trong cánh đồng ngô cách đó không xa, đang có một cuộc truy sát, một người mặc bộ đồ bao tải đang chạy thục mạng, cậu không dám dừng lại. Dường như đằng sau có thứ gì đáng sợ vậy. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang khắp cánh đồng, tiếp đó truyền lại tiếng huýt sáo quỷ dị. Cậu bé nhận thấy nguy hiểm, lập tức bỏ chạy, nhưng mặc cho cậu chạy kiểu gì cũng không thể tìm thấy lối ra. Cậu bé muốn chạy nhưng bị kéo lại, tên sát nhân giơ cái liềm khổng lồ lên. Kết thúc cuộc truy sát này sau một phen vui chơi, Sammy đã kiệt sức, cô kêu các chàng trai đi lấy xe, còn mình thì ở đây đợi. Nhưng khi hai chàng trai chạy về đường thì phát hiện ô tô đã biến mất. Cả hai người đều không muốn chịu trách nhiệm nên chỉ trích lẫn nhau. Dần dần, chỉ trích nâng cấp thành đánh nhau. Hai người chả ai chịu nhượng ai lao vào đánh lộn. Lúc này các cô gái đã đến, họ đã ngăn cản hai người, muốn tìm người giúp đỡ. Chính lúc này, đúng lúc nhìn thấy một nông dân ở gần đó, lớn tiếng hô hoán, nhưng nông dân lại chả có phản ứng gì. Đợi khi họ đến nơi thì nông dân đã biến mất, họ quyết định vượt qua hàng rào. Ba người phía trước thành công vượt qua, đến lượt Fasie thì không cẩn thận bị dây thép gai làm bị thương. Dây thép gai rất nhọn, cắt cả da lẫn thịt. Sau khi băng bó đơn giản, mấy người dìu Fasie đến bên dưới bù nhìn. Becca ở lại trông, Sugar E và Sammy thì đi tìm người giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi, bỗng Fasie cảm thấy đau bụng, hết cách. Becca đành dìu anh, tìm được một cái hố trong cánh đồng ngô. Lúc mà Fasie đang giải quyết nhu cầu, thì Becca một mình trở về chỗ bù nhìn. Vì không có gì làm, cô nhìn vào bù nhìn ở bên cạnh, phát hiện bề ngoài của bù nhìn hình như có da thịt, nhìn lên trên. Phần đầu toàn là giòi, giơ tay lên sờ, thì không cần làm nó rơi xuống, giòi rơi khắp người. Một nơi khác, Sugar E và Sammy đang ở trong đồng ngô. Đúng lúc này, tiếng huýt sáo quỷ dị lại vang lên, hình như có ai đang đến. Sammy muốn chạy, nhưng bị cái liềm của tên sát nhân làm ngã. Đợi khi cô tỉnh lại, thì đã bị trói vào ghế rồi. Tên sát nhân này rất biến thái, dùng thắt lưng siết chặt cổ của Sammy. Thắt lưng siết chặt quá, khiến cô cảm thấy khó thở. Sammy giãy giụa định nói cái gì đó. Tên sát nhân nổi giận, quay ngươi đi lấy kim, từ khâu miệng của Sammy lại. Sau khi làm xong mọi thứ, tên sát nhân đánh Sammy ngất xỉu, vác Sugar E vào. Lúc mà hắn định ra tay với Sugar E, thì Sammy đã tỉnh lại. Cô cố nhịn cơn đau, làm bung chỉ trên miệng, muốn gọi Sugar E dậy. Tiếng ồn khiến tên sát nhân rất không vui. Hắn đã dừng lại, quay đầu đi đến chỗ Sammy. Sau khi tiêm thuốc vào người, Sammy đã bị tê liệt toàn thân, chỉ còn lại mắt có thể di chuyển. Tên sát nhân chọn bao tải làm bù nhìn rất cẩn thận, đội một cái trong số đó lên đầu cô. Màn đêm buông xuống, trong đồng ngô yên tĩnh một cách đáng sợ. Bỗng có một tiếng động quỷ dị. Becca còn tưởng là Sugar E đã về, đang định gọi thì một bàn tay bỗng thò ra từ đằng sau. Devon kêu Becca đừng dãy giụa và nói với cô nếu muốn sống thì phải tìm mình. Dưới sự chỉ dẫn của ông, Becca đến nông trại đã không còn một bóng người. Sammy vốn dĩ bị trói trên ghế, chỉ để lại một vũng máu. Lúc mà hai người nói chuyện thì tên sát nhân trở về. Devon đi lên kêu Becca mau đi trốn. Hóa ra ông là con trai của tên sát nhân. Tên sát nhân ra lệnh cho Devon kêu ông lôi Fasie và buộc vào ghế. Trên ghế đối diện chính là Sugar E, anh đã bị khâu mồm và đội bao tải lên đầu. Tên sát nhân đi lấy đinh, chuẩn bị biến anh thành bù nhìn. Cùng với những chiếc đinh đóng xuống, Sugar E đau đến nỗi bừng tỉnh, nhưng miệng bị khâu nên không thể la hét được, chỉ có thể phát ra tiếng rên đau đớn. Nhìn thấy tất cả mọi thứ, Becca sợ quá dùng tay bịt miệng, cây búa không dừng đập, tiếng rên của Sugar E cũng dần yếu đi. Devon đề nghị ngày mai hãng tiếp tục, tên sát nhân chỉ là lạnh lùng nhìn ông một cái. Lúc mà hắn chuẩn bị đóng đinh tay còn lại, thì Becca đã lao ra ngăn cản, không. Becca từ trong bóng tối đi ra, sau lưng có giấu một cái tu vít, cô định đánh lén, nhưng lại bị tên sát nhân cho ăn hành, giúp tôi.
mày còn đứng đó làm gì? Ngày hôm sau, mặt nạ của Becca bị bỏ xuống. Trong bóng tối, Devon cầm con dao lại gần Becca. Đã đến lúc kết thúc rồi. Đừng! Becca bị dây thừng buộc trên ghế, Devon cầm con dao từ từ lại gần cô. Ngay sau đó, thắt lưng bị cắt đứt. Lúc mà hai người sắp rời khỏi đây, thì tên sát nhân xuất hiện. Devon không ngừng cầu xin, giơ dao lên đối đầu, cho đến khi Becca rời khỏi nông trại. Xin bố hãy tha lỗi cho con. Tên sát nhân đã buông tha cho Becca, nhưng không buông tha cho Devon, chỉ để hắn nhận lấy con dao, đâm thẳng vào cổ của Devon. Devon không thể ngờ được, rút dao ra và lên bàn thờ. Một nơi khác, Becca chạy vào cánh đồng ngô để tìm tung tích của các bạn. Người đầu tiên gặp được là Sammy, bỏ túi trùm đầu xuống. Cô ấy sớm đã tắt thở rồi. Bù nhìn thứ hai mà cô gặp không biết là ai, đang định xác thực thân phận thì bù nhìn lại tự nhảy xuống. Becca nhận ra đó là tên sát nhân, quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị tên sát nhân đuổi kịp và đè xuống đất. Trong hỗn loạn, cô đâm tên sát nhân bị thương rồi nhân cơ hội bỏ chạy. Vừa mới trốn vào cánh đồng ngô thì nghe thấy tiếng rên của Facie, cô lập tức chạy qua đó. Đang chuẩn bị giải cứu Facie thì tiếng rên của Facie bỗng trở nên gấp gáp. Có chuyện gì? Tên sát nhân đánh ngã Becca, bóp chặt cổ của cô, ngàn cân treo sợi tóc. Facie làm bung chỉ, dùng tiếng chửi thu hút sự chú ý của tên sát nhân. Đợi khi tên sát nhân giải quyết xong Facie, quay đầu lại thì Becca đã biến mất rồi. Sau một hồi đuổi cùng giết tận, cuối cùng Becca cũng chạy ra ngoài đường. Cô giãy giụa muốn cầu cứu người đi đường, nhưng lúc mà sắp thành công thì bị tên sát nhân bắt được. Tên sát nhân lôi Becca biến mất trong bóng tối. Đợi khi trời sáng, trên đồng ngô lại có thêm một bù nhìn, một con quạ bay đến, nhắm thẳng vào đầu của Becca. Becca không ngừng gào thét cho đến khi con quạ ăn no. Đúng lúc này, mặt nạ bị tụt ra, lộ ra khuôn mặt máu me bé bét của Becca. Nhìn ra xa, trên đồng ngô khắp nơi đều là bù nhìn, chỉ là chúng đều bất động. Dường như đã báo trước số phận của Becca rồi. Tập phim hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Quark Review.